Em Hồng xin gửi lời chào đến toàn thể các bác nhá. Đây là cận cảnh khu vực đang xẻ hàng các bác ạ. Đấy thì hồi sáng em có giới thiệu đến toàn thể các bác là một tấm chiếu cẩm hồng có độ dày là 20cm, mặt rộng 2m và mặt nhỏ là 1m80 đúng không ạ? Và đây tấm đấy được dinh ra giáp mặt với tấm ở trên cây các bác nhá. Và bên em đang tiến hành xẻ những các mạch cưa tiếp theo. Và em sẽ quay một video cận cảnh ở khu vực xẻ hàng các bác ạ. Thì cây này có chiều dài là 6m80 và mặt rộng hiện tại ở trên mặt đang xẻ là đầu gốc là 2m10 và đầu ngọn là rộng 2m các bác nhá. Còn độ dày thì đang căn những cái mạch cưa tiếp theo nên là em chưa báo độ dày. Và bác nào quan tâm đến những cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối này, đặt hàng trực tiếp này, các bác có thể đặt với mức cái độ dày là 20, 22, 25, 30 tùy theo các bác nhá. Và tấm chiếu này thì đang trong cái quán gọi là mặt cây này thì đang trong cái quá trình bào qua các bác ạ. Đấy, nhà em bào qua để nó nổi bật được cái đường nét vân chun, cũng như là các bác có thể là nhìn thấy rõ ràng hơn và cụ thể hơn các bác nhé. Đẹp long lanh luôn các bác ạ. Cây này thì có chiều dài là 6m80 và mặt rộng hiện tại trên cây là đầu gốc là 2m10 và đầu ngọn là 2m. Rất là vip luôn với cái độ chun sâu gióm của cây này. Phải nói là cây này thì phải nói là rất là rắn luôn các bác ạ. Vân veo quá là đỉnh rồi. Bác nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến để được đặt hàng trực tiếp các bác nhé. Các bác liên hệ đến các số hotline sau: 0977999000 hoặc 0931392777. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.